Chú cảm nhận về cái bộ dàn karaoke của bên Zika phân phối như thế nào ạ? Hiện tại bây giờ thì chú có hài lòng không ạ? Hài lòng. Chất lượng sản phẩm cũng như là cái thái độ phục vụ của bên cháu như nào ạ chú? Được. Rồi thay mặt công ty cháu rất cảm ơn chú ạ. Hy vọng thì chú giới thiệu cho anh em bạn bè đến là ủng hộ công ty cháu. Rồi. Nhà mình ở đây còn tớ chưa sau rồi còn nhà người ta chơi hết rồi nhưng mà nếu một bộ này vừa hay rồi sớm muộn người ta đuổi hết. Dạ vâng rồi, cháu rất cảm ơn chú. Ở đây đại đa số vẫn dùng âm đi. Vâng. Còn con đẩy nhiệt vang này thì chắc mình chưa nhìn à? À thế hả? Vâng. Chưa nhìn hả? Con dùng âm đi. Vâng. Vâng, và dự báo đang đếm tiền và thanh toán cho bên Zika Audio. Vâng, những tờ 500. Đây là những đồng tiền là mồ hôi công sức khi mà chúng ta mua được một bộ combo cực kỳ ưng ý thì chúng ta rất là mãn nguyện và thoải mái. Vâng, rất là cảm ơn chú báo nhé. Và sau khi lắp đặt bàn giao chú một cấu hình combo cực VIP gồm một đôi loa Wewood VK720 màu xanh, một đài nhiệt vang DC7, bộ mic Wewood VK321 và chú mới lấy thêm một con súp Wewood S500 màu vân gỗ để trưng bày cho nó phù hợp với không gian gia đình cũng như phù hợp với đôi loa. Thì đó là một bộ cực VIP của chú Báu ở bên Hà Đông nhé. Các bác nào mà muốn lấy một bộ cấu hình như thế này thì hãy liên hệ ngay cho bên em theo 2 số hotline trên video. Địa chỉ của công ty nằm ở 133 phố Trường Lâm, Long Biên, Hà Nội. Các bác cũng có thể đến trực tiếp và trải nghiệm nhé. Người yêu thừa xưa đã chẳng.